5 nút luôn à. Trả giá lại. Cấp chị
Tới. Hợp lý. Có bài, có bài bản phải không? Tao nói láo có bài, có bài, có kinh. Nghe tao nói láo trong Út nha, sao nó không nói nghe được. Đúng rồi. Nhưng toàn nói thì nó nghe, tại đầu nói không có văn bản, không có đầu, có đuôi. Nhưng nó không là... Đúng không? Ở đây nếu mà tao thấy nói bài bản nhất, có một núi lửa, núi hai. Hả? Núi á. À. Núi trong vuông á. Nói con tăng si to á, đó thì nó có căn cứ à, mà dẫn chứng đâu bài bản. Nói chuyện là phải có đầu có đuôi. Chứ không phải gì tấm đá đâu. Nó lọt xui lắm á. Sát băng là đá, còn bây giờ là hết đá. Mai gãy chúng luôn rồi. Được miếng. Má học với cái bì rồi, má ẩu thì trả giá liền. Thank you.
Thấy người hết rồi. Con còn cái gì nữa đâu. Con còn gì nữa đâu. Còn đường khó nhất hả? Còn đường chính chủ của mình, đường hai bước. Phá đường kia dễ lắm quá. Này mốt hai sắm cái máy tính bự bự không ha? Có treo lên bảng đi, nó tính số nó ba lại bấm 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 cho lẹ. Cái gì? Tính số cho lẹ. Máy tính rồi bự vậy, treo cái tường. Ý là mày mua máy tính lớn luôn cái gì? Ừ, cho lốt với anh Trăng tính số. Không tính lâu lắm, đủ mẹ tính trái máy luôn. Đây nó nè. Nhân kia từ cộng đủ mẹ trái máy luôn. Nhân quả em ra. Anh Tâm tính số đúng mà tính hơi bị lâu. Mát, chỉ có cộng trừ thôi mà cộng quả em ra. Tính số không phải luôn mà nhắm nó bị lâu. Tính số 18. Đó. Tính số 18 rồi cũng là 2 cái đường.